sĩ cho cả nhà. Tôi là Adam. Xin chào các bạn. Tôi tên là Edgar. Tên tiếng Việt của tôi là Đức Vinh Nguyên. Các bạn. These international friends participate in Hanoi Exploring's free weekly Vietnamese classes. Not your typical textbook-based class, these sessions are filled with laughter-inducing games and engaging visual aids, making learning Vietnamese both fun and easy to understand. Every session, they have a games to learn about the words, easily get up of the words. This session is like picking things using the chopstick. When the teacher said in the Vietnamese, and you will use the chopstick to get it. Like, for example, say come, you can get the come. It's really improving my Vietnamese a lot. Because it's not only we learn something, also they have like some games, so it's really good, so we enjoy the lessons. This type of language class for expats in Hanoi has attracted over 800 students in the past 2 years. Young Vietnamese volunteers dedicatedly organize 3 classes every Saturday. They provide a free 6-session roadmap course to equip expats with basic Vietnamese language knowledge. Các chủ đề của lớp học lớp tiếng Việt cộng đồng thì rất là đơn giản. Ví dụ bọn mình chỉ dạy về chào hỏi này, các con số, các nước, nghề nghiệp, sở thích, cảm giác. Đó, mình dạy những điều rất đơn giản như thế thôi. Bọn mình cố gắng xây dựng nó đơn giản nhất để cho các bạn ấy có thể học và nhớ ngay lập tức trong buổi học. I think it's really a good approach to teach Vietnamese because it's really fun. We're having fun, we do a lot of games, so we remember quite a lot of vocabulary. I've learned how to point directions, I've learned how to order food, how to say hello and basic stuff. Bên mình thì câu lạc bộ phi lợi nhuận nên là tất cả các cái chi phí để mà vận hành câu lạc bộ thì nó khá là hạn chế. Dù là có rất là nhiều những cái khó khăn trong quá trình mình tổ chức lớp học mà mình vẫn tiếp tục những cái dự án phi lợi nhuận như thế này là bởi vì mình mong muốn được là giúp cho các bạn là người nước ngoài khi đến Việt Nam có thể là dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và sống ở Việt Nam. This project extends beyond teaching the Vietnamese language. It is a bridge to foster friendship and introduce Vietnamese and international cultures. Various cultural activities have been organized over the past 2 years, including Lunar New Year, Mid-Autumn Festival celebrations, and Christmas. Dự án này một phần cũng sẽ giúp cho các bạn làm quen được với cái văn hóa Việt Nam hơn và cũng như là giúp các bạn có thể tìm được những người bạn người Việt Nam. Ví dụ như Tết thì bọn mình sẽ tổ chức những cái hoạt động nó gắn liền với văn hóa cổ truyền Việt Nam. Ví dụ như là gói bánh chưng, viết chữ ông đồ, nhảy sạp và trải nghiệm những cái món ăn cổ truyền vào ngày Tết. Còn Trung Thu thì có thể là làm bánh Trung Thu, múa lân. We can make some friends and also we know like some Vietnamese and we can know we can get along with the local people and yeah, that's really interesting a lot. There is nothing not to like about it. The teachers are friendly, the staff are friendly, the drinks are delicious. It's free, it's great, right? You can find friends here and interact with them. It's cool, and interacting with them in Vietnamese is hard and yet cool. With its dedicated Vietnamese volunteers, Hanoi Exploring fosters friendships and a shared exploration of language and culture. This approach creates a lasting impression on international friends, showcasing Vietnam's rich culture and its people's hospitality.